Báo Thế Giới và Việt Nam điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam từ ngày 18 đến 24 tháng 7. Sáng 18 tháng 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ kỷ niệm. Chiều cùng ngày đã diễn ra lễ trao tặng huân chương vàng quốc gia và huân chương tự do hạng nhất của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam. Từ ngày 17 đến 19 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Bôn Thông Chít Mà Ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Phía Việt Nam nhấn mạnh, Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng, quyết tâm gìn giữ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Từ ngày 17 đến 19 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Lào và tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 45 năm ngày ký hiệp ước hợp tác hữu nghị Lào Việt Nam. Ngày 18 và 19 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới Axel Van Stresenberg. Việt Nam khẳng định Ngân hàng Thế giới là người bạn tốt và là đối tác phát triển rất quan trọng. Sáng 19 tháng 7, tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Oman và Đại sứ Cộng hòa Séc đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Sáng 22 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Takeshi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Trong hai ngày 18 và 20 tháng 7 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Sủn Thon Sayachak, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Lào và tiến hành hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico Olga Sánchez Cordero. Trong hai ngày 18 và 21 tháng 7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật đã tiếp ông Maeda Takeshi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và hội đàm trực tuyến với đồng chí Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhân dịp chuyến thăm chính thức Indonesia và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia, sáng 20 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp kiến Tổng thống Joko Widodo tại Phủ Tổng thống Indonesia. Sáng 19 tháng 7 tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Anu Mamadov đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ngày 21 tháng 7, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã phối hợp cùng Trung tâm Đầu tư Tanzania, Viện Nghiên cứu Trung Đông Châu Phi và Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Châu Phi đã tổ chức diễn đàn đầu tư Việt Nam-Tanzania. Tuần qua, trong buổi ăn tối làm việc với Đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Văn Thảo, Cao ủy phụ trách vấn đề nông nghiệp của EU Janusz Wojcicki đã đề nghị Việt Nam và EU cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp toàn diện. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21 tháng 7, Phó phát ngôn Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trả lời về việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo năm 2022 tình hình mua bán người trên thế giới, trong đó có nêu tên Việt Nam và một số quốc gia khác, đưa ra một số đánh giá về chặng đường 27 năm Việt Nam tham gia ASEAN, tình hình người Việt Nam ở Sri Lanka và thông tin về việc hai công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha. Chiều 22 tháng 7 tại thành phố Vinh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ khai mạc trại hè Việt Nam 2022 với sự tham gia của 108 kiều bào trẻ đến từ 26 quốc gia trên thế giới.